Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần chính Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc sẽ do Chương Vũ. Lãnh Quyền không thèm quay đầu trở tay, y dung rồi, vẽ ra một đường cong đẹp mắt. Hai tiếng lớp bóp vàng lên, trận mưa miễn sứ rơi lã tả xuống đất. Dương Phong Lai quát lớn, liên tiếp quờ chân đá đến như một cơn gió. Lãnh Quyền cười khải, rồi ngựa dựng thẳng, ngọn roi dập vào nhả ra, hướng thẳng đến huyệt côn lồn bên gót chân phải của Dương Phong Lai không sai lấy một ly. Dải lụa trắng của Dương Phong Lai đang máng trên sàn nhà. Người của y treo lơ lửng giữa không trung, thấy thế thì xoay tròn thân thể né đi, lại vòng sang gốc chết ở bên trái của Lãnh Quyền. Đổi chân trái nhắm vào trán của lão thái giám rồi tung cước như một cơn lốc, hận là không thể đá cho lão dở đầu toẹt ốc ra. Lãnh Quyền chuyển roi sang phía tay phải, ngọn roi phóng ra dung dúc hư hư thật thật, lại nhắm về phía huyệt trùng dương nơi chân trái của y. Đòn này nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng Dương Phong lại biết rõ lợi hại. Bước đi được nửa đường, chợt rụt trở về, thân mình nhào lộn, chuyển hướng để tìm một góc chết khác. Lãnh Quyền ngồi yên không nhúc nhích, rồi ngựa cứ chuyển qua, đảo lại giữa hai bàn tay. Ngọn roi chỉ lăm le nhắm vào yếu huyệt trên đôi chân của y. Chân trái chính là huyệt trùng dương, chân phải đương nhiên là huyệt côn lôn. Dương Phong lại xoay mình hai vòng, tung ra 20 cú đá hầu như đều lỡ dở nửa chừng. Nhạc Chiêu Dương đứng xem một bên gần như thở không ra hơi. Mỗi một cử động của Lãnh Quyền đều rành mạch rõ ràng. Còn Dương Phong Lai như có mấy chục hình bóng chập chờn ở trên không, khiến cho người xem hoa cả mắt. Dương Phong Lai ra chiêu liên hồi, nhưng không tài nào ép được lão thái giám đứng dậy. Trong lòng bực không kể xiết. Bỗng thấy Lãnh Quyền chỉ lo tập trung ở phần trên, phía dưới hầu như bỏ ngỏ. Tay trái của y lập tức thả lụa trắng ra, quấn lấy ghế tựa của Lãnh Quyền. Dương Phong Lai truyền nội lực vào lụa trắng, dốc sức phóng đi, vốn cho rằng lão thái giám phải dùng thiên cân trụy để đối phó. Nào hay y vừa ra tay thì lão cũng bắt đầu rục rịch, ghế tựa giọt lên như chớp. Dương Phong Lai trong lòng phát quản, thầm kêu không ổn. Ý nghĩ vừa nhán lên thì Lãnh Quyền lúc này chẳng thèm quay đầu trở tài phất rồi, trúng vào thân ghế, khiến cho đà bay của nó càng nhanh hơn gấp bội, kèm theo một luồng gió mạnh ầm ầm lao tới y. Dương Phong Lai vội vã lộn ngược trở về sau, người gặp thành hình cánh cung, chỉ cảm thấy chiếc ghế trôi qua sạc sạc, rồi va vào bờ tường đằng sau. Bức vách này như làm bằng giấy bồi, lập tức lủng toạc và để một cái lỗ to bè. Dương Phong Lai hết hồn hết vía, còn chưa lấy lại được bình tĩnh, chợt nghe Minh Đấu hét lên, coi chừng! Khi đưa mắt nhìn qua, Lãnh Quyền đã lẳng lặng sấn tới sát bên cạnh, thì ra chiếc ghế ấy chỉ là chiêu thức giả. Lão thái giám thừa biết rằng chẳng thể đã thương được Dương Phong Lai, cho nên tức tốc nương theo đà mà ra tay đánh lén. Dương Phong Lai vội quờ tài kéo lấy dải lụa trắng ở bên trên, thân người của y giật mạnh về phía sau, ngón chân của Lãnh Quyền nhúng khẽ lên góc bàn, phóng mình ra xa hơn một trượng, động tác càng thêm nhanh nhạy. Dương Phong Lai xoài sắt, tung ra năm chưởng, bàn chân như một con mãng xà nhã độc liên tục đá ra năm cước. 10 chiêu này y thi triển liền một mạch, đủ khả năng ngăn chặn bất cứ đòn truy kích nào trên đời này. Với bản lĩnh của lão thái giám cũng phải thụt lùi về sau để tránh sự lợi hại. Cây roi ngựa của lão lại thoăn thoắt dùng lên linh hoạt như một con dung dài ngoằn ngoèo uốn éo, xuyên qua quyền cước của Dương Phong Lai, đầu roi quất vào vị trí cách cổ họng của y 3 phần. Sợi roi ngựa này tuy chỉ là một vật bình thường, nhưng một khi đã rơi vào tay của Lãnh Quyền và cùng với tảo tuệ công của lão thái giám, thì việc xuyên gỗ đập đá chỉ là một chuyện nhỏ. Dương Phong Lai bất đắc dĩ đành phải thu tay trái về, hai ngón trỏ và giữa tạo hình chiếc kéo, nhấp về phía ngọn roi của Lãnh Quyền.
Phàm là cao thủ dụng roi, kỹ nhất là đầu roi bị nắm. Một khi đầu roi bị nắm rồi thì coi như vô dụng, chẳng khác nào rắn mất đầu, rồng cục đuôi vậy. Một roi này của Lãnh Quyền khí thế đã tận, nếu không thu hồi nhất định sẽ bị bắt. Dương Phong lại vốn định khiến cho lão thấy khó mà lui, nào ngờ đâu ngón tay y mềm quạt, định kẹp lấy sợi roi ngựa đã dùng lên. Một luồng nội lực ào ạt đổ ập đến, Dương Phong lại vội vàng dẫn khí đánh trả. Nội khí quấn nhau giữa chưa phần thắng bại, tay phải của Lãnh Quyền chợt giơ cao, kẹp ngón tay vào điểm phía về phía trước. Một sát na ấy, Dương Phong Lai đột nhiên nhớ ra một chuyện. Thân hình của y cố sức lách qua để tránh được vùng nguy hiểm ở trước ngực. Cùng lúc đó bờ vai lạnh toát, một dòng khí rét buốt rót vào hõm vai. Cánh tay phải lập tức trở nên tê dại. Thân hình của y treo lơ lửng giữa chừng không, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào dải lụa ở bên phải. Lúc này cũng nhanh chóng tuột tay rơi xuống. Dương Phong Lai tại chân luống cuống, còn chưa kịp đáp xuống đất, hai ngón trỏ dài giữa của Lãnh Quyền lại xuất ra từ trên điểm xuống ấn đường của y. Dương Phong Lai lại bị đờ mất một tay, tay còn lại bị roi ngựa níu giữ. Một chỉ này vốn dĩ không cách nào ngăn chặn được. Đang lúc tuyệt vọng, một cơn gió mạnh từ bên hông phất tới, kéo y loạng choạng lùi về phía sau. Chỉ kình của Lãnh Quyền rơi vào khoảng không, trúng vào một cái bàn vuông, chỉ nghe phụt một tiếng, bàn gỗ lõm vào một góc hệt như một miếng đậu phụ vậy. Mình đấu trưởng trai kéo lấy đồng môn, trưởng phải hất về phía Lãnh Quyền. Lãnh Quyền uống thẳng roi ngựa, quét ra dung dút. Hai luồng kình phong chạm vào nhau, bát đĩa ở trong quán nhảy từng nhốn nháo, làm rộn lên một tràng âm thanh loảng xoảng vui tai. Trận đấu hiện tại của hai người khác với trận đấu vừa rồi. Trận vừa rồi giống như thần ưng bắt xe sẻ, giữa chừng không có thể trông rõ cao thấp. Còn lúc này hai người đứng cách xa nhau, rồi ngựa lúc cong lúc thẳng, góc độ kỳ dị. Nội kình của Lãnh Quyền cũng theo roi mà phát ra, thẳng cong vô chừng, luôn tìm ra sơ hở mà luồn lách vào. Mình đấu ở đằng kia, cánh tay trái của hắn xoay vặn theo ý muốn, hệt như không xương, có thể ra tay từ các góc độ. Bất kể ngọn roi cứng của Lãnh Quyền quất tới đâu, hắn đều ung dung quá giải được. Hai luồng kình khí hệt như hai trận gió xoáy càn qua quét lại, làm cho bụi bặm khắp ở lầu trà bốc lên mù mịt. Qua lại mấy chiều, Lãnh Quyền bỗng nhấc tay trái, hai ngón chụm lại điểm ra lần nữa. Mình đấu cũng vội vàng giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ về phía đối thủ. Không trung vọng lại âm thanh dù dù, hai người cùng lúc lắc mình. Trên mặt của mình đấu nổi lên một tầng sắc tím, chân trái trụ không vững loạn choạng lui về phía sau một bước, rồi rắc một tiếng, sàn gác dưới chân của hắn lộ ra một vết nứt rành rành. Lãnh Quyền mặt mũi lạnh tanh, roi ngựa càng múa càng nhanh, luồng gió xoáy dần theo có vẻ đã giảm thiểu không ít. Mình đấu đang lúc hứng mũi chịu xào, có khổ cũng tự biết. Kinh lực của Lãnh Quyền thì nhìn có vẻ yếu đi, thật ra chỉ tạm thời co cụm lại, tựa như chất gỗ rời rạc, đá tảng rắn bền, về sau càng dễ gây thương tổn cho người khác. Lúc này Tảo Tuệ Công như một bức tường đá ép đến, qua toàn kình và thao thiên khí của mình đấu, dấu mạnh cũng biết khó lòng mà đương cự nổi. Đừng nói đến chuyện đối phó với chỉ lực của lão thái giám. Lãnh Quyền dùng ngón tay không nhanh không chậm, thế nhưng mỗi lần xuất chiêu, mình đấu đều phải thoái lui một bước, dần dần lùi đến cạnh bàn, sắc mặt từ đỏ thành trắng, mồ hôi như dốc giả đầy cả hai bên trán. Lão thái giám cười gằn một tiếng, cất giọng điềm nhiên. Mình đấu, kình tước công của ngươi hình như chưa luyện xong. Qua toàn kình thào thiền khí thì thành thục, tạm chấp nhận. Nhưng tích thủy kình thì ôi thôi, thật chả dám khen ngợi. Đổi lại là cha người chắc hẳn sẽ không khốn đốn đến như vậy. Còn nếu là Tây Côn Luân đích thần đến, âm ma chỉ của ta sao có thể thuận lợi đắc thủ đến như thế được chứ? Mình đấu trợn tròn hai mắt,
quát lớn một tiếng, ngón trỏ vừa xoay vừa điểm, không khí phát ra những tiếng rít ngột ngạt. Hắn chẳng không lùi bước mà lại còn tiến lên trước một bước, trán nổi lên những tầng khí đen, dương giọng nói: Lương Tiêu dông ơn bội nghĩa, hạ tiện vô sĩ, người trong thiên hạ ai ai cũng nguyền rủa. Dù võ công của y có cao đến mấy, mình mổ ta cũng xem thường thôi. Lãnh Quyền cười. Thú vị thật, ngươi đã không ưa y, tội gì phải luyện võ công của y. Thú vị hơn nữa là ngươi lại còn chưa luyện xong cái thứ võ công đê tiện vô sĩ này. Lời vừa dứt, thầy tu áo trắng ở bên kia chợt vỗ tay cười lên khùng khục. Mình đấu ở trong lòng giận lắm, đang định mở miệng trả đũa, chợt cảm thấy trước ngực âm ỉ đau nhói. Vừa nãy hắn cố rướn người lên được một bước, kinh mạch đã bị chấn động mạnh. Chợt nghe tiếng cười rít chói lọi ở bên tai, rồi ngựa lại xé gió lao tới, dẫn theo một luồng khí sắc bén hất tung chưởng lực của hắn. Mình đấu vội vã phất ra hai chưởng, đẩy văng luồng kình khí đang ép đến. Lãnh Quyền nhân cơ hội gộp ngón chỉ đến sử dụng âm ma chỉ, lặng lẽ dẫn theo một luồng khí lạnh buốt xương. Mình đấu quờ ngón trỏ liên tiếp bắn ra tích thủy kình, theo câu nói nước chảy đá mòn. Tuy ngón chỉ lực này chẳng có ghê gớm gì cho cam, nhưng cứ mãi miết tung ra lại thêm động tác nhanh nhẹn kín kẽ, nên cũng chả dễ dàng đương cự. Tiếng loạt xoạt vang lên không dứt, chỉ lực của cả hai lại một lần nữa triệt tiêu lẫn nhau. Mình đâu mới thở vào một hơi, Lãnh Quyền lại vươn ngón tay nhẹ nhàng tung ra kế tiếp một chỉ nữa. Hai chỉ này liên tục phát xuất gần như không kịp suy nghĩ. Mình đấu trong khoảnh khắc cảm thấy bối rối, không rõ vì sao vào lúc nguy cấp Lãnh Quyền lại xuất chỉ nhanh đến như thế. Tuy nhiên sự việc xảy ra đã gấp gáp, gần như hắn không thể nào nghiền ngẫm kịp. Chỉ cảm thấy ngực trái lạnh toát, một nửa bên người đã mất đi cảm giác. Quả ra lúc nãy Lãnh Quyền xuất chỉ chậm như vậy đều có mục đích cả. Lão đợi cho mình đấu quen với nhịp điệu ra chiêu của mình, rồi bất thần tăng tốc, đánh cho hắn trở tay không kịp. Mình đấu chưa kịp quá giải chỉ lực thì Tảo Tuệ Công đã ập tới. Hắn chỉ cảm thấy lòng ngực nóng ran, cả người văng đi đánh rầm, đè sụm một nửa chiếc bàn ở đằng sau. Lãnh Quyền tiến lên trước một bước, đuổi đến trước mặt của Minh Đấu. Tay lão múa lên một màn roi vừa chừng quất xuống đỉnh đầu của Minh Đấu. Minh Đấu nửa người tê bại, mắt thấy ngọn roi đáp xuống, vội vàng sử dụng một chiêu lãng lư đã cổn, cố gắng lăn sang một bên. Chỉ nghe đợp một tiếng, đầu của hắn như lùng bùng tiếng chuông trống, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lăn mình khuỳnh khuỵch ra xa hơn một trượng mới dám ngồi bật dậy. Nhưng còn chưa đứng vững thì một trận gió mạnh đã quét sượt qua mặt, làm cho da mặt rát bỏng từng cơn. Mình đâu đưa mắt nhìn lại mới thầm giật thoát người. Thứ sượt sát qua mặt khi nãy chính là một con dao mổ heo. Con dao ấy xoay mộng mộng, bay như xé gió về phía Lãnh Quyền ở đằng xa. Lão thái giám đang múa rồi nháo nhào, chiến đấu giữa một đám chùy thiết chảo nhôm sẻn sắt. Lão hất một rồi đánh vỡ tàn chảo nhôm, ai ngờ mấy mảnh vụn vừa rơi xuống đất bỗng nhiên bốc lên, rồi tiếp tục bổ nhào về phía Lãnh Quyền. Mình đấu vừa mừng vừa ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, thì Nam Đình đã đứng ở bên bàn, hai tay đang quơ quào loạn xạ, ngón lúc cong lúc thẳng hệt như nghệ nhân diễn rối, điều khiển một đám đồ sắt. Mấy món thiết khí ở bên cạnh y liên tục phóng ra, quả cầu sắt trên mặt đất bị bong tróc từng lớp, hệt như vỏ củ hành vậy. Thi Nam Đình dọc đường thu nhặt đồ sắt, gom được một kho vũ khí nhỏ nhỏ. Y thấy mình đấu không địch nổi, bèn ra tay giúp đỡ. Bắt cực thiên tự công của y có thể hút nhã mọi món đồ bằng kim loại ở trên đời này. Vật sắt mang theo nội lực của y chính là một món ám khí tuyệt hảo. Y thấy ngọn roi của Lãnh Quyền lợi hại, trước tiên dùng một cái chảo to bản để đỡ lấy ngọn roi ấy. Tiếp đó xách ra một loại chùy thiết, kềm thiết trong lò rèn, bừa sắt, xẻng sắt của nông dân trồng trọt.
mấy trăm cây kim từ cửa hàng thêu, lớn có, nhỏ có, nặng có, nhẹ có. Cái lớn thì che, cái nhỏ giật nhẹ nương cũng giật nặng. Hệt như một bầy côn trùng rào rào dây kính lấy lãnh quyền. Đổi lại là người khác, hắn đã chật vật khó mà chống đỡ, nhưng tảo tuệ công của lãnh quyền lừng danh thiên hạ. Sợi roi một khi múa lên thì nó như một tấm khiên vững chắc, có thể chặn được cả cung cứng nỏ mạnh. Lúc này lão đã dễ thở hơn, roi ngựa thoát nhanh thoát chậm. Màn roi khi lớn khi nhỏ xoay vòng vòng, va chạm len kèn với vật sắt, làm xẹt ra những tia lửa chi chít. Cú va chạm này đã rút hết nội lực của Thi Nam Đình. Đám thiết khí mịt mờ tựa như sông hòa với biển lớn, thì nhào rơi xuống vào màn roi của lãnh quyền. Lão thái giám chợt hét lên một tiếng, roi ngựa bên tay phải quấn giữ thiết khí, hai ngón trỏ dài giữa ở phía bên tay trái kẹp lại, điểm về phía trước. Thì Nam Đình e ngại chỉ lực của lão, vội vàng hút lấy một cái chậu sành chắn trước người. Chậu sành trúng chỉ, loảng xoảng rơi xuống đất, lăn thẳng vào một góc tường. Lãnh quyền được thế lấn tới, tung ra một loạt chỉ như nỏ giật. Thì Nam Đình liên tục triệu hồi thiết khí để chống đỡ. Đỡ được một lúc, y vừa định nhấc tay ra bóc tiếp thì phát hiện ra đã hết nhẵn rồi. Quả ra chỉ là trong khoảng khắc ngắn ngủi, toàn bộ vật dụng kim loại đã được xài sạch sẽ. Lãnh quyền cười khà khà, dung chỉ lao tới. Thi Nam Đình chẳng còn cách nào khác, nghiến hàm răng tung ra một cú đấm. Đây chính là chỉ Nam Quyền, gia truyền nhà y. Một khi thi triển, sức lực toàn thân sẽ quy về một mối, có thể đập bia nghiền đá, không thể ngăn cản. Quyền phong và chỉ lực lặng lẽ va chạm vào nhau, Thi Nam Định không kèm được phải giật lui một bước, còn lãnh quyền thì tiến lên về phía trước một bước, ngón tay lại tung ra, hai đòn chạm vào nhau. Thi Nam Định tiếp tục thụt lui, trong chớp mắt, y đỡ được ba đòn, giật lùi cũng được ba bước, gương mặt vốn vàng vệt lúc này đã trở nên đỏ lựng. Mình đâu biết y luyện công không cẩn thận, đã để lại bệnh mãn tính. Đỡ xong ba đòn này, chỉ sợ dính phải nội thương, lập tức dung chưởng lên. Chưởng trái dùng thao thiên khí, chưởng phải là hoa toàn kình. Một đòn hướng ra ngoài đánh về phía lãnh quyền, một đòn hướng vào trong thu hút hết đám thiết khí nọ. Lãnh quyền dứt hết thiết khí, vừa rồi đánh trả. Mấy vật dụng kim loại ấy được tự do liền rơi lợp đợp xuống đất. Thi Nam Đình trông thấy cơ hội, hai tay quắp lại. Thiết khí chưa kịp rơi xuống đất lại nhảy dựng lên, bay vòng quanh, dày lấy lãnh quyền. Dương Phong lại đứng bên, trông thấy, vốn e ngại thân phận không tiện ra tay bố ráp lão thái giám. Nhưng khi thấy hai người kia phối hợp, y cũng chẳng dè dặt gì nữa. Hai dải lụa trắng cứ bay lúc cao lúc thấp, chực chờ quấn giữa chân của lãnh quyền. Lãnh quyền ba mặt đều phải chống đỡ với địch thủ, không kềm được hào hứng sang sảng nói: "Phải thế chứ, vào sớm có phải hay rồi hay không?" Thần pháp chợt trở nên nhanh nhẹn, bóng xanh dần dần nhòa đi, luồn qua lách lại giữa những dải lụa trắng, thiết khí và màn chưởng lực đầy trời. Lão đến và đi như quỷ mị, ra tay như sấm sét, lấy một chọi ba mà vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Ba người phe đông đảo, càng đánh càng cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ rằng trách cha và anh của họ mình chết dưới tay kẻ này. Một thân võ công của lão thái giám tựa như người trời biến hóa, cho dù đảo dương dân hư mà có đến đây thì cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Bên cạnh Chu Nguyên Chương có được một nhân vật như vậy hèn chi, trải qua biết bao trận ám sát đều có thể bình an vô sự. Lại đấu thêm 10 hiệp nữa, mình đấu tình cờ liếc mắt trông thấy. Gã tiểu nhị lúc này đang co rúm ở góc tường, thân thể sớm đã mềm như bún. Gã hòa thượng áo trắng thì ngồi yên không cử động, nét mặt tươi cười. Cả người được khí lực bao bọc rõ ràng là không có chút hề hấn. Mình đấu ở trong lòng phát lạnh, dắt hết đầu óc cũng đoán không ra lai lịch của tên hòa thượng này. Hắn có ý thăm dò, cố tình đẩy lệch chưởng phong,
quét về hướng hòa thượng. Nhưng trưởng phong ấy tựa như trâu đất xuống biển, vừa đến gần hòa thượng lập tức biến mất không tầm tích. Mình đâu cảm thấy hoang mang, lại đưa mắt nhìn sang bên kia. Nơi ấy có một đội thiếu niên đang tựa sát vào cột trụ ở cửa sổ. Vị thiếu niên áo vàng dáng dốc thấp hơn, lúc này đang che chắn phía trước cho thiếu niên áo xanh, trường kiếm vắt ngang trước ngực, ánh mắt gườm gườm nhìn về phía này. Mình đấu chợt nảy ra suy nghĩ, hai người kia ngồi cùng bàn với Lãnh Quyền ác hẳn là đồng bọn với gã thái giám. Lão chó thiến võ công cao vời, âm ma chỉ càng khó mà đề phòng, hôm nay dù có chết mà giết được lão thì e rằng tam tôn của đông đảo cũng khó thoát khỏi tử thương. Hắn xưa nay nham hiểm, nghĩ đến điểm này chưởng trái lập tức dần ra, quét trúng mấy chục mảnh vụn sắt kim loại kia, tạo thành một trận gió xoáy lùa về hướng hai người thiếu niên. Thiết khí còn chưa đến gần, thiếu niên áo vàng đã quơ kiếm ra, đường kiếm lấp lánh ánh sáng như rải sao. Chỉ nghe mấy tiếng linh ca linh kinh vang lên, mảnh vụn kim khí bay tản mát khắp nơi. Mình đâu thoáng giật mình sững sờ thầm nghĩ, đây chẳng phải là dịch tinh kiếm đây sao? Còn nhóc kia rõ ràng là truyền nhân của Tích Ấn Chân. Đang lúc suy tưởng, Dương Phong Lai cũng đã hiểu ra mưu kế của hắn. Thân như rồng lượn, nhanh chóng lách khỏi dòng chiến. Hai dải lụa trắng loạt xoạt quét về phía Chu Di và Nhạc Chi Dương. Chu Di tuy giỏi kiếm pháp, nhưng nội lực không đủ, miễn cưỡng đánh rơi được ám khí. Nhưng cánh tay đã tê rần rật. Chợt thấy lụa trắng cuốn tới, cô đành gắng gượng quơ kiếm đâm ra. Nào ngờ lụa trắng như có sự sống, nhìn thì có vẻ bay về ở bên trái, nhưng khi mũi kiếm còn chưa đâm đến thì bất ngờ ngoặt sang bên phải, trói chặt lấy cổ tay của Chu Di. Cô chỉ cảm thấy một luồng kinh lực hùng hậu đổ dồn đến, bên dưới chân bị kéo hẳn đi, té nhoài về phía trước. Lúc này cô chợt nghe Nhạc Chi Dương kêu thảm một tiếng. Đưa mắt nhìn lại thì tên nhóc này đã bị quấn kín cả cổ họng, hai mắt trắng giả, lưỡi thè ra cả bên ngoài. Chu Di nóng lòng giơ tay chụp lấy dải lụa trắng nọ. Thế nhưng Dương Phong Lai lợi hại hơn cô biết chừng nào. Y nhẹ nhàng dẫn sức giật đi, tách hai người ra xa. Chu Di sốt ruột đến mức khốn khổ, chịu không nổi thét gọi, Lãnh công công! Giọng điệu của cô trong trẻo êm ái, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Dương Phong Lai cười ha hả. Dối cho nhà ngươi, quá ra là con gái. Chưa kịp diễu cho hết câu, một luồng kinh khí sắc bén đã quét ầm ập đến nơi. Dương Phong Lai cười to, phóng người giọt lên cao. Lãnh Quyền dung roi bước lui được y, hai ngón tay như kiếm rạch lên đôi lụa trắng kia. Dải lụa bị trúng chiêu rách toạc, Nhạc Chi Dương tức khắc ngã phịch chỏng mông xuống đất. Lãnh Quyền lo xoay trở cứu người, liền để lộ khoảng trống ở sau lưng. Những kẻ lão đối mặt toàn là cao thủ đương thời, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thi Nam Đình không muốn thừa nước đục thả câu, thoáng ngập ngừng đôi chút, nhưng chưởng phong của Minh Đấu thì lại phét về phía của Lãnh Quyền như trời giáng, trộn lẫn theo cả mảnh vụn của kim loại. Lão thái giám gặp nguy không rối loạn, cố sức gắng gượng người, rồi ngựa hất về phía sau, thiết khí kêu len ken rơi xuống mặt đất. Ngọn roi theo đó cũng dung thẳng, một luồng khí sắc lạnh luồn qua chưởng phong, quất vào bụng dưới của Minh Đấu. Minh Đấu không dám bức ép thái quá, liền tung người nhảy về phía sau. Đột ngột không khí ở trong quán trà đã trở nên trầm lắng. Chỉ nghe được tiếng thở hào hển của bốn kẻ ở đang quần thảo. Tách một tiếng, một giọt máu rơi xuống, ngón tay của Lãnh Quyền khẽ rung lên. Chu Di đứng ở phía sau lão thái giám, trông thấy rành rạch một vết thương màu đỏ tươi đang chậm chậm lan rộng trên vai trái của lão. Trong lòng cô hiện lên suy nghĩ, thôi chết, Lãnh công công bị thương rồi. Lão chó thiến, Minh Đấu cười thè thẻ. Xem tình hình hôm nay, người khó thoát khỏi lẽ công bằng rồi. Lãnh Quyền chẳng hề biểu lộ cảm xúc, y vũ vũ tay áo hờ hững bảo, bà đánh một là công bằng,
lôi kéo người vô tội cũng là công bằng. Lẽ công bằng của đông đảo các người quá ra là như vậy. Lãnh mộ quá là bội phục vô cùng đó. Ba người đông đảo nghe thấy những lời này, mặt mũi của người nào người nấy đều nóng rần. Chợt đầu nghe vậy lên một tràng cười giòn tan. Ba người đưa mắt nhìn ra thì hóa ra kẻ đang cười chính là gã hòa thượng nọ. Dương Phong Lai từ thẹn quá giận, buộc miệng mắng: "Tên lừa trọc ngươi, ngươi cười cái gì vậy?" Gã thầy tu áo trắng tay cầm bát trà ung dung bảo: "Cười cái gì ư? Đương nhiên là cười ngươi rồi. Túc hạ hỏi ta cười khỉ, lẽ nào không phải cười con người?" Dương Phong Lai nổi sung, há miệng chửi: "Tên lừa trọc ngươi, ta là cha của ngươi nè." Tăng nhân áo trắng cười bảo: "Vậy thì càng không ổn rồi, ta là lừa trọc, ngươi là cha ta, suy ra ngươi cũng là lừa sao? Trong nhà ngươi lông lá bồm sòm như vậy, sao làm lừa trọc cho được? Giống lừa con hơn." lừa con, mỗi tội hơi đen một chút thôi. Dương Phong Lai giận đến hai mắt tóe lửa, đang muốn ra tay dạy dỗ thì Minh Đấu giơ tay ngăn cản, trầm giọng nói: "Chớ có linh tinh nữa, việc chính quan trọng hơn." Dương Phong Lai thấy thần sắc của hắn, biết hắn đã có lý do, lập tức nén lại cơn giận, lại tung lụa trắng cuốn về phía Lãnh Quyền. Minh Đấu ra tay càng lúc phát liên tục ra ba chưởng. Thi Nam Định cũng tiến lên một bước, quạt tay chộp ngay thiết khí ở trên mặt đất, đồng loạt nhảy dựng lên. Ba người cùng ghìm đà bung sức, làm cho thế đến càng thêm mạnh mẽ. Lãnh Quyền vừa phải trực tiếp chống đỡ, vừa lo bảo vệ cho hai người. Sau lưng chưa đến vài chiêu đã bị một mảnh sắt bay rạch qua người, dẫn theo một dòi máu phúng ra. Chu Di trông thấy hoảng hốt vội la lên: "Lãnh công công!" Nói đoạn cô dương kiếm muốn xông lên. Minh Đấu tẻ ra một luồng chưởng hất thẳng vào mặt của Chu Di. Chu Di chỉ cảm thấy một luồng đại lực ép tới, máu ở trong người dồn cả lên trên, bất giác bật ra tiếng kêu tỉ tê. Lãnh Quyền nghe thấy trở tay tung chỉ, gió lạnh dèo dèo ùa tới, chưởng lực của Minh Đấu tan tành ngay tấp lực. Đúng lúc này chợt nghe Thi Nam Đình quát lớn một tiếng: "Đúng này!" Sườn trái của Lãnh Quyền tóe máu đầm đìa, cùng lúc đó ánh trắng quét đến dưới đất. Giải lụa đã quấn chặt lấy chân trái của lão rồi. Dương Phong Lai sử dụng một chiêu thành công, không giấu được tiếng reo mừng. Lãnh Quyền bên phải chống cự với ba người, dưới lại bị lụa trắng níu giữ, thêm vào trúng thương liên tục chưa đầy ba chiêu, đã thấy đầu váng mắt hoa, cả người trở nên lão đảo. Chu Vi cũng nhận ra điều không ổn, định giữ kiếm ra giúp đỡ, nhưng lại sợ tính khôn tính dại quá hại vào thân, còn làm cho Lãnh Quyền thêm mất tập trung. Đang lúc khẩn cấp, chợt nghe Lãnh Quyền hét lên lanh lảnh: "Dương tử tiết thiện!" Chu Di ngẩn người ra, chẳng hiểu lão hô quán cái gì. Bỗng đầu sau đó có kẻ ai chợt cười lên khà khà: "Lãnh công công, ông gọi ai vậy?" Chu Di đưa mắt nhìn lại, kẻ vừa tiếp lời chính là hòa thượng áo trắng nọ. Lãnh Quyền hét lớn: "Tiết thiện, ta gọi người đó." Hòa thượng áo trắng mỉm cười nói: "Tiết thiện đã qua đời rồi, ông còn gọi hắn làm gì hả?" Lãnh Quyền nhổ tẹt một tiếng rồi bảo: "Người có muốn chết thì cũng chết khéo khéo một tí đi, thay đổi mỗi cái đầu trọc định lừa được ai hả?" Nhà sư áo trắng cười khùng khục đáp: "Lãnh Quyền à, Lãnh Quyền, ông đúng là bệnh nặng đến mức phải vay tứ phương rồi. Ngữ dòng ân bội nghĩa của ông chẳng lẽ còn muốn ta cứu giúp hay sao?" Lãnh Quyền lạnh lùng nói: "Ta chết thì đơn giản rồi, nhưng tông tích của món đồ ấy sẽ như đá chìm xuống biển, vĩnh viễn chẳng còn manh mối nữa." Hòa thượng áo trắng cười hỏi: "Ông biết mục đích đến đây của ta?" Lãnh Quyền cười lạnh: "Người chẳng phải đến vì di bảo của Nguyên Đế hay sao? Còn không chịu ra tay thì ta sẽ giao nó cho tam tôn của đông đảo đó." "Di bảo của Nguyên Đế?" Tam tôn của đông đảo thải đều giỡn tay chú ý, sáu luồng ánh mắt hao háo soi cả lên người của hòa thượng áo trắng.
Nhà sư trầm ngâm giây lát, đoạn đứng dậy cười bảo: Lãnh Quyền, ông lợi hại lắm. Hắn phất tài áo tung ra một chưởng nhẹ như lông hồng, miệng tươi cười nói: Minh tôn chủ xin mời. Hắn ra tay khoan thai, nói năng lưu loát. Nhưng Minh Đấu còn cảm giác một luồng nội lực khủng khiếp, tựa như cả một quả núi lở đang đổ sụp đến. Minh Đấu hoảng hồn vội xoay chưởng đón đỡ, chợt thấy đôi tay trở nên bỗng rát, cái cổ như muốn từng ra khỏi cuốn họng, lập tức lùi về phía sau hai bước, buộc miệng hô lên: Đại Kim Cương Thần Công. Nhị tôn còn lại cả đều biến sắc, thay nhau ngừng tay, nhảy ra khỏi vòng chiến. Thiên Nam Đình nhướng mày hỏi: Đại sư và Nguyên Đầu Đà xưng hô ra sao vậy? Nhà sư áo trắng cười đáp: Người là gia sư của ta. Thiên Nam Đình tỏ vẻ tôn kính gật đầu nói: Đại sư đúng là truyền nhân của Kim Cương Môn, dám hỏi cao danh quý tánh. Nhà sư áo trắng mỉm cười nói: Xung. Mọi người chăm chú nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp về sau. Nào ngờ nhà sư áo trắng chỉ thốt ra đúng một chữ, rồi không nói gì thêm nữa. Thì Nam Định chân hững, gật gù bảo: Nguyên Đầu Đà lấy chữ Nguyên làm hiệu, còn pháp hiệu của đại sư đây chẳng lẽ là một chữ Xung? Nhà sư áo trắng mỉm cười: Không sai. Thì Nam Định nói tiếp: Quá ra là Xung đại sư. Túc hạ đã là truyền nhân của Kim Cương Môn, cớ sao còn giúp kẻ xấu làm ác hả? Xung đại sư bật cười: Ai tốt ai xấu còn chưa bàn đến, đường đường là Đông Đảo Tam Tôn, lại đi dây công một vị thái giám, việc này truyền ra giang hồ nhất định rất khó nghe đó. Dương Phong lại nổi đó lên nói: Nói như vậy là ngươi muốn đứng ra dàn xếp? Xung đại sư cười bảo: Dàn xếp thì không dám, kể ra ta với Lãnh Công Công cũng có một món nợ cũ cần thanh toán với nhau, nhưng đã bị bà dị ra tay trước rồi. Dương Phong Lai trợn trừng hai mắt, đang định quát tháo thì Minh Đấu đã xua tay ngắt lời: Xung đại sư, nếu ngươi muốn tính nợ cũ vậy thì cứ tính trước đi, đừng có ngại. Dương Phong Lai thấy ánh mắt của hắn, nhất thời đã hiểu ra vấn đề. Lão thái giám và hòa thượng này đều là kinh địch, trước mắt chi bằng để cho bọn họ đánh nhau một trận cho bầm dập hai phía đi, sau đó ba người Đông Đảo sẽ ra tài, đương nhiên giành được thắng lợi nhẹ nhàng. Xung đại sư mỉm cười nói: Mình tồn chủ kế sách mượn gió bẻ măng, tuy bình thường có lẽ phát huy được hiệu quả, nhưng hôm nay đáng tiếc là vô dụng rồi. Món nợ cũ này chỉ có thể thanh toán âm thầm, không thể để người ngoài cuộc ở gần được. Bà vị tôn chủ nếu có thành ý chi bằng nhượng bộ rút lui, đợi ta và Lãnh Công Công giải quyết xong xuôi rồi đến gặp các người có tiện hay không? Minh Đấu sắc mặt xa sầm, lạnh lùng không lên tiếng. Dương Phong Lai vốn thẳng tính, cao giọng quát lên: Nói chuyện buồn cười, bọn ta mà đi các người cấp đích chạy mất thì tính làm sao? Xung đại sư thở dài bảo: Nói như vậy ta cũng hết cách rồi. Dứt lời hắn tung hờ ra một quyền về phía Minh Đấu. Minh Đấu đánh trả lại một chưởng, ngờ đâu quyền của Xung đại sư chưa tung ra hết, bỗng nhiên biến hóa thành chưởng quét nhanh về hướng Dương Đồng Lai. Dương Đồng Lai phóng người nhảy tránh, lụa trắng dương dài ra mổ vào yết hầu của Xung đại sư. Xung đại sư cười khải, tiện tay chộp lấy lụa trắng vào lòng bàn tay. Dương Phong Lai hoảng hốt gồng sức giật về, ngờ đâu một luồng đại lực đổ dồn đến theo lụa trắng, chân khí của bản thân y vừa tiếp xúc đến nguồn lực này, hệt như băng tuyết gặp lửa, lập tức tan chảy sạch sẽ. Dương Phong Lai bỗng cảm thấy mắt đỏ gân phồng, thân thể liên tục loạn choạng. Chợt nghe Xung đại sư cười dài một tràng, xoay người dạng chân, thuận tài thúc mạnh vào lụa trắng. Phần da thịt giữa lòng bàn tay của Dương Phong Lai nhói đau lên, cả người lão đảo ngã về phía Thi Nam Đình. Thi Nam Đình vừa đưa tay chợt đỡ, cảm thấy lồng ngực nóng rang, máu huyết trào dâng. Dương Phong Lai một đời làm tôn chủ, thành danh nào phải do may mắn. Lụa trắng ở trong tay phóng vào không trung, quấn lấy một thanh xà gỗ ở bên trên, tay trái buông dài lụa mặc cho Xung đại sư lấy đi,
thân thể theo đó mà xoay chuyển, lần lượt tung ra bãi cước như cuồng phong, quét đến từ bãi hướng khác nhau. Sung đại sư vẫn giữ nguyên nét cười, quay người phát chưởng, ống tay áo dung dãy phất phơ hệt như một áng mây bay, dấn dứt quanh tòa Ngọc Sơn. Âm thanh bợm bợp vang lên không dứt, Dương Phong Lai đá trúng vào cánh tay của hòa thượng giống như đá trúng phải một cột sắt. Xương chân nhức nhói muốn sụm đi, y đang định lùi người về phía sau, một dải lụa trắng đã bốc thẳng lên trước mặt, bên trong tập trung nội lực của Xung đại sư. Thế đến như một thanh chùy sắt, bay ngoặt về hướng lùi của Dương Phong Lai, dẫu cho y thân pháp có nhanh như gió, cũng ép đến mức phải tránh bên này né bên kia. Nhị tôn còn lại đưa mắt nhìn nhau, quyết định ra tay một lượt. Thi Nam Đình đẩy tay phải ra, thiết khí đầy trời, rộ lên hệt như một bầy ong dở tổ. Mình đấu tiến lên một bước, dẫn theo thào thiên khí, đóng ra một chưởng vào đám thiết khí ấy. Thiết khí bắn đi như sao xẹt chớp nhán, đà bay càng nhanh hơn gấp bội. Xung đại sư dứt giải lụa trắng đi, tung một loạt quyền ào ạt đấm ra. Thiết khí từng món một bị gạt phăng bất ngờ, quay vòng lại. Cái thì dây lấy hắn, cái lại lao về phía của Lãnh Quyền. Nếu như Lãnh Quyền không bị thương, dựa vào sức của lão và Xung đại sư hợp lại, thì đánh bại Tam Tôn chẳng khó khăn gì. Thế nhưng lão liên tục bị trúng thương, máu chảy ra không ngừng, thêm vào tuổi tác đã cao, việc mất máu làm khí lực dần suy yếu. Càng đánh lâu càng rơi vào thế hạ phong. Đến đổi Xung đại sư chốc chốc phải quay lại với tài già đỡ ám khí thay cho lão. Màn so đấu cứ thế kéo dài mà hai bên vẫn chưa phân được thắng bại. Lại trải qua mấy chiêu, Lãnh Quyền chợt nhớ ra hai người trẻ tuổi ở phía sau mình. Khóe mắt lướt nhìn đến, cõi lòng tức thì trùng sâu xuống. Chỉ thấy bên sông trống quơ trống quát, Nhạc Chi Dương và Chu Di chẳng rõ đã tót đi đằng nào rồi. Lão thái giám vừa giận vừa kinh ngạc, gắng sức nhảy về phía sau, lôi từ ống tay áo ra một khúc lụa trắng, bề mặt thấp thoáng sắc mực nước, như được viết lên mấy chữ chi chích. Tiết Thiện! Lãnh Quyền cất tiếng gọi to. Bức tranh chứa bảo vật này tặng cho người đó. Lão phất tài, lụa trắng bị Tảo Tuệ Công cuốn bay phất phơ về phía gã hòa thượng. Xung đại sư theo ý thức đón lấy, vừa chưa kịp nhìn kỹ thì đã chợt phát hiện ra áp lực gia tăng đột ngột. Nào mảnh sắt, nào kim thép, rồi lụa trắng, chưởng lực, toàn bộ lao cả về phía mình. Xung đại sư không dám khinh thường, dốc hết sức tống ra một quyền. Hai bên lấy cứng chọi cứng liên chiều. Gió giật khắp lầu thổi cho đám mạt gỗ bay tán loạn, đến mức cả quán trà phải rung lên từng chập. Lãnh Quyền thừa cơ hội thoát ra khỏi vòng chiến, thả người nhảy xuyên qua sông cửa sổ. Bốn kẻ kia thấy vậy, ngầm có cảm giác bị chơi xỏ. Nhưng món dị báo của Nguyên Đế thật quá sức hấp dẫn. Thứ mà Xung đại sư đang giữ trên tay, không chừng chính là bí đồ chứa bảo vật. Ba người của đông đảo nhất thời quên sạch mối thù cha anh, cố sống cố chết bám riết lấy gã hòa thượng. Hai bên lại trao đổi với nhau thêm 10 chiêu như gió táp mưa sa. Xung đại sư chợt nhảy ra ngoài hét lên, khoan đã! Nói dứt, hắn lắc tay xỏa khúc lụa trắng ấy ra. Các người xem đây là cái gì? Ba người tập trung nhìn kỹ. Khúc lụa trắng ấy hóa ra chẳng phải là bí đồ chứa bảo vật gì, mà chỉ là một tấm khăn bình thường, mặt trên có thiêu tranh thủy mạc non nước. Mình đâu biết đã trúng kế, y hét trống lên. Lão chó thiến vô liêm sỉ mà! Đoạn hắn nhảy chõm lên trên sông cửa nhìn xuống. Dưới lầu lớp ngớp đầu người, nào có thấy bóng dáng của Lãnh Quyền nơi đâu. Nhạc Chi Dương bị giải lụa trói gô mất một lúc, suýt tí nữa thì nghẹt thở toi mạng. May mà Dương Phong Lai hành xử cũng có chút lương tâm. Trong tình huống chưa rõ ràng, không biết lạm sát người vô tội, bằng không nếu như y dùng đủ kinh lực thì dẫu có 10 Nhạc Chi Dương cũng đã bị siết chết rồi. Nhạc Chi Dương vừa thoát khỏi quỷ môn quan, trong lòng chưa hết sợ hãi, lại thấy Lãnh Quyền bị thương nên càng thêm quýnh quán.
Gã một bên vừa nghĩ cách, một bên dần giật chéo áo của Chu Di. Thiếu nữ ngoảnh mặt lại nhìn, Nhạc Di Dương nháy mắt ra hiệu, làm bộ dáng bỏ chạy. Chu Di ngớ người, trỏ tay về Lãnh Quyền. Nhạc Di Dương lắc lắc cái đầu, dò tay bứt tóc, chỉ vào Sung Đại Sư ý bảo rằng đã có tên hòa thượng ấy giúp đỡ, Lãnh Quyền nhất định không có sao đâu. Chu Di nửa tin nửa ngờ, còn đang do dự, Nhạc Chi Dương đã hết nhẫn nhịn nổi, chân đạp lên mặt bàn rồi phóng tót khỏi cửa sổ, hai tay ôm lấy thanh cà kheo ngay bên ngoài của lầu trà, tụt một cái rẹt xuống mặt đất. Chu Di không còn lựa chọn nào khác hơn, đành phải tung người nhảy theo gã. Tài áo dắt lên thanh cà kheo, vừa quấn vào rịch, bồng bềnh đáp xuống đất. Lúc này bên dưới lầu trà tụ tập khá đông, kẻ tò mò họ chỉ chỏ lên trên bàn tán sôi nổi. Chỉ thấy hai người trẻ tuổi nhảy xuống, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn chậm chậm. Thêm vào dung mạo của Chu Di tuấn tú lạ thường, họ càng trố mắt dõi theo mãi không rời. Dưới ánh nhìn xăm soi của mọi người, Chu Di mặt đỏ tai nóng, chẳng biết phải làm thế nào, chợt thấy lòng bàn tay đã bị Nhạc Chi Dương nắm chặt, rồi kéo cô co giò bỏ chạy. Hai người chạy một mạch đến hơn hai dặm, Nhạc Chi Dương mệt đến thở hổn ha hổn hển. Quay đầu nhìn lại Chu Di, hai má của cô lúc này ửng hồng, sắc mặt thản nhiên như không. Gã không khỏi cảm thấy lạ. Cô không có mệt hả? Chu Di dẫu môi bảo, chạy thêm 10 dặm nữa cũng không mệt. Nhạc Chi Dương có phần hậm hực, khẩy tay cô ra, miệng lầu bầu, làm như biết võ công thì hay lắm vậy. Chu Di thấy gã tự ti như vậy, trong bụng cười thầm bảo, vậy thì sao nào, đây chẳng qua chỉ là một ít phương pháp hít thở trao đổi khí mà thôi, mai mốt có thời gian ta sẽ dạy kỹ cho ngươi. Nói tới đây cô sực nhớ ra, hôm nay chia tay sợ rằng mai này muôn trùng cách biệt, cõi lòng nhất thời xe lại, cô ngậm ngùi cúi đầu xuống. Nhạc Chi Dương đón ra tâm tư của cô, trong dạ cũng khó chịu vô cùng. Thế nhưng vì không muốn làm mất hứng nên đành mỉm cười. Giờ thì khỏe ra rồi, lão già họ Lãnh lúc này đang bị kẻ khác cản chân ngăn tay lại. Chúng ta phải nhân cơ hội này dạo chơi cho thiệt đã nha. Chu Di lo ngại trở về cung quá muộn sẽ dẫn đến trăm nghìn thứ rắc rối. Thế nhưng sâu trong cõi lòng của cô cũng thật sự không muốn rời xa Nhạc Chi Dương chút nào cả. Đang lúc phân vân, Nhạc Chi Dương bỗng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, với vẻ hết sức là thoải mái tự nhiên, 10 ngón tay nối liền với tim, cảm giác dịu dàng đến vô cùng. Chu Di mặt đỏ tim rung, toàn bộ do dự ngập ngừng đều dứt đi tất cả. Chợt nghe giọng nói thầm thì của Nhạc Chi Dương vang lên ở bên tai, Chu Di nè. Tiểu công chúa ngơ ngẩn, từ khi nào đến đời nay, trừ vài người cực kỳ thân thiết chưa ai dám gọi thẳng tên cô như vậy. Nhưng ngữ điệu của Nhạc Chi Dương cứ ngân nga triền miên, cô nghe mà lòng dạ cứ nao nao ấy, thân thể nóng bừng như lửa đốt. Chỉ nghe Nhạc Chi Dương tiếp tục rụ rì, Chu Di, cái tên này không hay tẹo nào cả, hay sửa lại đi. Đố sao không hay? Chu Di dở khóc dở cười, thầm nghĩ cái tên tiểu tử này ăn nói vô cùng vô phép vô tắc, dám cả gan xuyên tạc cả tên họ của công chúa Đại Minh. Chu Di, người khác nghe thấy lại tưởng lầm là đuôi heo đó. Nhạc Chi Dương nói đến đây thì nhìn thiếu nữ cười khì khì. Chu Di vừa ngạc nhiên vừa bực tức, cùng tay thụi gã một cái rồi bảo, hài nhỉ, có phải trong bụng nhà ngươi vẫn thường rủa xả ta là đuôi heo không? Có chết liền đó. Nhạc Chi Dương cười toe toét, chói đầy đẩy, ta mới vừa nghĩ ra chứ bộ, quỷ mới thèm tin nhà ngươi á. Chu Di lườm hắn rồi nói tiếp, tên của ta là do sư phụ lấy từ một câu trong Đạo Đức Kinh ra đặt đó. Câu đó là: thị chi bất kiến danh viết gì, thính chi bất văn danh viết hi. Có nghĩa là thấy mà không biết có nghĩa là gì, nghe mà không hiểu có nghĩa là hay. Mắt nhìn mà không thấy. Nhạc Chi Dương lăm lăm nhìn cô với vẻ lạ lùng. Bỗng nhiên
gã giơ tay lên sờ trên má của cô, giọng cười cợt nói: "Ta không thấy cô đâu nha, ta không thấy cô đâu nha." Chu Di vừa né mặt đi vừa phì cười nói: "Người bớt nói linh tinh đi, sư phụ ta là một vị đạo đức, đức cao trọng vọng. Chữ Di trong đó ám chỉ một loại cảnh giới của đạo. Ngươi mà còn quậy nữa là ta không khách khí đâu đó." Nhạc Chi Dương giục tay về rồi cười khì: "Ta chả biết cái gì là đạo hay không đạo. Ta chỉ biết hiện giờ ta nhìn được, ta sờ được. Chỉ cần trông thấy cô thôi thì trong lòng đã vui lắm rồi." Chu Di cảm thấy sao xuyến cõi lòng, kéo lấy cánh tay của Nhạc Chi Dương rồi tựa đầu trên vai của gã thỏ thẻ: "Ta cũng vậy đó." Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần 9 tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 10 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.